Hello anh em và chào anh em quay trở lại với channel của chị nhé. Tất cả linh thú nhận thẻ tăng một sao. Choi à, Choi thì thường mình hay đánh chữ thua nên là hẹn gặp lại anh em sau chữ thua nhé, bye bye anh em. A few moments later. Hello anh em, bây giờ mình sau chuỗi thua và mình đang có thủ len. Đang chưa có tướng gì lắm nên là để xem ra tướng gì nữa anh em. Nhưng mà khả năng có choi thì thường mình sẽ ưu tiên đánh thú hơn thôi, vì cũng thể thắng sao mà. Ở đây một con ma lốc sớm dự máu các thứ. Kiếm mà. Ê, Silica được đấy. Tí nữa nhá. Tí nữa là tí Silica được đấy anh em ơi. Được của nó đấy. Chắc là mình sẽ bệt video viên này nhá. Bleng, tu bleng thì hên xui ăn được một mạng. Mẹ cho phận video đi. Video lên trên. And I with a smile. If the world is ending. Chắc đứng này ok rồi. Ba bạn thú phải giữ lại nhé. Silica anh em ơi, làm trận Silica được có thành kiếm mà. Thì chúng ta sẽ lên 9 sớm tìm Silica và đánh ma tộc Silica anh em ơi. Khả năng cao là vậy. Tinh thần đang là vậy. Mong video đi được một phát chí mạng ngon ngon gì đó. Đánh thường ok, nốt bạn đấy thôi. Tôi lại ưu tiên một phát. Ó, chịu anh em. Thì truy hồn là chắc rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Không cần nhìn luôn anh em ơi, nhìn biết phải lấy truy hồn. Em đánh chữ thua cứ có truy hồn là phải lấy đấy nhá. Không khác được. Không thể khác được đấy. Hai con floor một con lau này. Thêm con floor đi, thêm lau đi. Nào này đây này đây này đây này đây. Truy hồn cho lau nhá. Thành kiếm cho con kia được. Alip nhót nhá. Ok. If the party was over. Bao xiên này. Chắc là ngắt chuỗi ở đây thôi. Ba Noman hai bán thần. Các dạng thời là vậy á. Lo hai con Vera này. Yon cũng hơi cần lấy con Yon kia đó. Tại vì tí nữa mình không đánh thú mình không có gì cầm máu mà anh em. Mình không có gì để ghép cùng với thú này. 4 Noman à, 5 Noman, 6 Noman. Nó hơi xa vời, mình đánh 3 Noman thôi. 3 Noman thêm 1 Yo à, 3 Noman thêm này ngon hơn nhỉ. Để xem con nào lên 2 nhá. Con nào lên 2 mình sẽ đánh. Còn mấy con còn lại mình sẽ bán đi. Tạm có Yon thằng à, chẳng không chơi đâu. Chơi Yon hơi khổ anh em. Thương thì mà có thương bắt vẫn bắt Vio thôi. Không có gì. Không xuyên luôn này. Xuyên 3.000 đam. Xuyên hết được thôi, mình nghĩ là xuyên hết được. Ai da, đã có cú chí mạng chí thế.
Đấy, mình không có kích thằng Noman, em có thể kích thằng Noman nó tự đá tự chết. Hai con Yon nè, bỏ Vio đi vậy. Yon lau cũng lấy thêm hai con lau được nhá. Lau cũng quan trọng em. Mất cái chuỗi thắng rồi. Bỏ Noman à, bỏ Noman lấy con này cầm máu à. Hên xui em ơi, lấy tu len với lấy con floor thì cầm máu được. Xong rồi cho mấy con thú vào. Này chí mạng đau hết. Không có thanh kiếm gì mà bắn đau thế nhỉ. Đau chắc mà. Có lên được 9 nhỉ, có tích được 9 nhỉ, khả năng mình phải lên trừ khi dòng con Celica luôn, rồi mình đập lên con Celica 2 luôn, bắn cho sư được đấy. Mình tưởng hay Vera 2, lấy con Vera 2 này cầm máu nhá. Chắc là một phát roll à, hay là bỏ luôn nhỉ, roll normal đi. Like it's the last night. Một phát roll đi. Và một phát roll nữa đi. Phát sau mình lên, mình thêm một con Vera vào đây. Ra vậy. Đẩy góc này một chút, tí nữa mình sẽ đẩy nó. Nhớ một bạn điểm thương dưới đáy kia. Thì cũng floor đi, không biết cho ai. Cho Vera vậy, cho Vera. Nó còn mệnh nhá. Cái này đồ chưa được cho Celica lắm nhỉ. Cái này đập Celica lên cũng chưa sướng tay lắm. Cần đập lên trước. Yon, Vera nữa này. Si, chưa có gì. Lo giữ một thôi. Bán thần à. Bán thần tí nhưng mà Vera 2 cũng ok nhỉ. Để bán thần này đi. Lo kiếm cho Yon, ba đồ Yon. Tạm thời là vậy á. Xong lấy thêm một con gì đó. Hai thương, thương ba đài bên này, thương ba đài bên kia. Thương bên này trông đỡ sợ hơn em. Pha sau nhé. Floor ceiling này đẹp này. Không quá đẹp nhưng mà thôi tạm được. Chấp nhận được. Yon Vera carry thôi. Yon 1 đấy nhé. Nên mình lên một con Yon 2 mình carry cầm máu đến level 9 nhỉ. Một con Yon 2 đi. Con carry máu level 9 đi, còn có Celica thì bỏ Celica vào đi. À vậy đi. Bắn thần thì chắc thôi nhỉ. Bắn thần không? Bắn thần. Lấy được mana ấy, thế này mình không đánh Yon. Đã đam mê đánh con kia rồi thì thôi là mình đánh Celica anh em ơi. Học đại sẽ thắng được. Sẽ thắng Vera. AT nữa này. Ờ, khả năng mình sẽ phải bán mẫu bản thân này đi này. Thêm Chrissy nữa nhá. Tí nữa mình cần thêm con kia nữa. Này cho Floor không? Floor cho Vera nhỉ? Floor thì Floor xin luôn đi. Sớm cửa sớm chợ lên. Qua sau nhé, qua sau mình đổi bên kia nhé. Con xin sớm này. Rát đấm con này này. Xiên con lau này. Xiên con lau này. Magic pervades everything. Đổi góc một chút nhé. Magic pervades everything. Ờ không, để góc này cho nó con floor mình nó xuyên thằng này trước. Xuyên thằng này, hai thằng này xuyên nhau thôi. Nhưng mà con floor mình nó có thêm choi là mình nghĩ sẽ trâu hơn một chút. Mình để con floor xuống đây, floor xuống đấy bên kia thôi mà thôi. Để này. Hết trận này không cần Yon 2 đâu, trận này lấy con teo. Con teo phải cầm máu được, muốn Yon teo 1 hoặc là sao đấy.
Team này trâu quá anh em, không xây chết. Ở đây trừ nhiều máu ấy, hơi lỗ đấy. Quét nộ xấu xấu một chút đấy mới. Nộ xấu đấy, ok đấy. Florian này nhưng không chết này. Florian lần 2 này. Yon sấy, ok. Phát 9 anh em ơi, phát 9. Phát 9 tìm được một con Celica mà đập lên luôn Volcat cũng được. Tầm tuần Celica này lên được Celica 3 là ngon. Ta quan trọng đam mê những đội hình ghê gớm. Cần máu tạm bằng do nữa, chưa thấy con gà này nhót đi, rồng nhót đi. Chưa thấy con teo anh em ơi. Tạm thời chơi mấy con này. Má lúc bây giờ mình đập lên 2 được. Lên một con má lúc 2 sớm cũng được. Tại vì hai đồ này cho con má lúc cũng khá là ổn để cầm máu này. Suy nghĩ nào anh em ơi. Pha sau nhé, pha sau nếu mà mình không thấy một con gì level 5 thì khả năng mình đập ma lốc lên 2 cũng được. 2 thì tăng sao? Ui, trận này phải Celica 3 anh em ơi, không được, không được. Ê, con này được. Nhót đồn này đi. Ê, con này có nhót được không ta? Một cái này cho con Volcat đã nhá, để nó chơi game đã nhá. Volcat này chơi game điên rồ này. Để cho Vera đi. Và này cho thêm Chrissy vào cho nó kích hệ đi. Mà lúc mày tạm thử đứng đây đã. Mày thế tự nhiên mọc ra con Volcat 2 anh em ơi. Mình sẽ sống thêm một thời gian nữa rồi. Trừ khi Yon sấy chết mình. Chứng nhận sát thủ à? Ai, con này cái này cũng ngon ta nhưng mà Lumana đi. Ngọc đại, có ngọc đại cho Celica luôn. Tạm thời là cho con này đã nhá. Con này nhảy luôn nhỉ. PC teo à, nhưng mà không cần nữa. Bây giờ không cần nữa. Bây giờ sách thánh rồi anh em. Dạ không cần con teo rồi nữa. Mà lúc này chứ chắc nó nhảy được luôn đâu. Chứ để nó đi bộ lên đi. Này đi. Cứ để con này để kích thêm phù thủy nhá. Nghĩ mà lúc mình sẽ nhảy được một phát. Ui không nhảy được phát nào luôn này. À một phát ui không được. Hơi tiếc anh em ơi. Năng này có crash cho crash vào sướng vậy. Con cát này vẫn cân được thôi. Mình nghĩ cân được lên level 9 thôi. Không vấn đề gì. Con cát 2. Chuyện này con cát 3 nghe cũng tươi tắn đấy nhỉ. Con thê này, nhưng mà con thê này thì cũng làm gì. Ôi thôi rồi, bình tĩnh các bạn, thật là bình tĩnh, thật là bình tĩnh ở đây đã. Không được anh em ơi, vì chúng ta có con Celica này, sao mà kích được con thê này, bởi vì hết chỗ rồi. 6 thú kẹp Celica. Thôi không chơi thê được, không chơi thê được anh em ơi. Mà cứ để đấy nhá, để phòng chúng ta có thêm sót tướng hay gì chúng ta sẽ chơi nhá. Nhưng mà mình không muốn chơi thêm lắm. Bộ này đi. Lo thằng đáy xin xử con kia mình nói.
Mà nó nhảy một phát không em? Một phát thôi cũng được. Ok, một phát này. Ok luôn. Thú tìm Crab phát nhỉ? Tìm già Crab phát. Eo ơi, ra nhiều tướng đẹp thế, sao trận này... Không ai chơi thú à? Tướng mình ra kiểu mắc tinh phết. Ờ, chưa có 4 thú đúng không? Đây, nghĩ chúng ta lên lên luôn tới này đã. Ờ, giờ kiếm thêm một con Crab đi. Cái thang này đi. Này lên đây đi. Crab xuống đây. Đây đi. Ui, bán hai ăn thêm này đi tiếc nhở. Bán hai này đi. Đi ăn choáng này. Yon sấy vào mặt con cát mình này. Mà con cát mình sẽ nhảy được. Ok, nhảy đẹp này. Hai nhảy này. Vera có truy hồn này. Ba nhảy đi anh em. Còn giáp một mệnh mà. Mãi. Thôi, trận này quyết định Celica rồi. Không khác được. Ôi ơi. Thế sao nó ra sớm thế? Không lấy thì tiếc. Không lấy thì tiếc. Khó chịu vãi. Trời ơi. Đây một trận thêm 3 cũng được nhỉ? Hay anh thêm 3 nhỉ? Mình có đam mê con Celica của mình quá không? Anh chỉ là một cái thanh kiếm chí mạng thôi mà. Ê... Ôi. Thêm 3 rồi anh em ơi, không khác được, không khác được. Phải là con thêm 3 rồi. Không khác được. Không khác được. I'll let my fist do the talking. I can touch and heaven's will. Ô chết rồi, bây giờ cho con thêm vào tìm con đi rắp luôn này. Ê, tướng. Ê, cái gì đây? Cho nó tí đồ nhỉ? Bây giờ cho đi bộ lên đã, tạm thời nó không biết chén đồ gì cho nó, đợi chút nhé. Ba có choi không cho nó huân chương cái gì nữa thì ba này có thêm đồ gì cho nó đây, liệu thêm đồ gì cho con thêm của mình đây. Bây giờ xong không Celica gì nữa anh em ơi. Celica nếu mà thêm sót tướng thì mình xem Celica chứ bây giờ có thêm 3 rồi thì đánh gì Celica nữa, nó thật luôn. Thậm chí phong cắt 3 hai sách thánh cho con thêm được anh em ơi. Thế cho nó một choi một này đi. Một gọc đại nữa, truy hồn đi. Này đứng giữa đi. Thêm một góc chết kia crab này. Con cát này. Nào con cát trước hay thêm trước đây? CDK này. Thôi bình tĩnh, CDK để sau nhá, thôi thêm trước rồi. Đã có định chơi thêm trước anh em ơi. Đã sẽ có con thêm 3 nhá. 10 điểm chưa? 10 điểm chưa? Đánh giá bổ mấy góc hơi xấu nha em nhá. Thêm đánh giá bổ mấy góc hơi xấu nhá. Gì bổ liên tục mà nó không chết vậy? Khó chịu quá vậy. Quá đối khó chịu. Trời ơi. Không có choáng con này, anh em ơi, phải có một cái gì choáng con này. Còn mình không chơi bạn này nữa. Nico, mình sẽ đổi con cát sang bên kia, con cát này có choi gớm quá. Bây giờ mình có cần tìm gì nữa đâu nhỉ? Bây giờ kệ cái chiêu chiêu nhỉ. Ngọc đại cho con Malok đứng dưới một chút đi. Ngọc này đi. Nhưng mà Miko này mình sẽ không chơi bạn này nhá. Thương bắt đấy, truy hồn ở đây, rồng ở đây. Khó nhỉ.
chi co chi co chi kanichawa konnichiwa cha cha la la. Này đi. Còn ném choi hơn cho con. Mình thích choi ở thêm 3 hơn. Chắc nó vẫn là một cái gì uy tín hơn. Một bộ. Một phát truy hồn này. À đây còn Malok nó choáng được. À không, không choáng được, còn này còn choi nào ấy. Ghét nhỉ. Làm gì con cái con này không ta? Ông vẫn chết này mấy đấy. Nó chưa mạnh lắm nhỉ, mình cảm giác nó chưa được kiểu mắc ping lắm nhỉ. Thế ra nó phải mắc ping hơn thế này đúng không? Bây giờ cũng chả tìm gì nữa, mình chả được con đam mê tìm con gì nữa, chắc tìm được con Malok 3 nữa thì ngon thôi. Miko bạn này mình chưa gặp này. Mình gặp bạn nào nhỉ, mà gặp bạn nào đó mà bạn ấy nghèo luôn này. Này đúng không? Không có góc gì. Malok ở giữa tí đi. À đây Miko này, ờ đấy, chính xác bạn Miko rồi luôn. Con cát mình sẽ có thêm quả dã vô mệnh. Một bổ này. Hai bổ này. Tính chi hồn rồi mà con cát không chết kìa. Ba bổ này. Em ơi con cát khó chịu ấy nhở. Có ai xử bạn Miko này hộ mình không? Hoặc mình lấy thêm một choi nữa, anh em có khả năng lấy thêm một choi nữa. Xử bạn Miko rồi luôn. Konnichiwa. Thêm một sót tướng nữa, lấy thêm silicam nhỉ? Lấy thêm silicam bắn chí mạng nhỉ? Học đại cho silicam nhỉ? Học đại cảm giác cho crack cũng được đấy, lấy thêm một cái choáng đi. Cũng chả cần choáng lắm, mình hay choáng một phát vào mặt con Yon này cho nó đỡ sấy cũng được. Suy nghĩ nhá. Mình gặp bạn Miko đúng không? Thì mình sẽ gặp bạn còn lại. Khả năng cao gặp bạn còn lại. Mình hai thêm. Queen thêm. Miko rồi sẽ gặp các bạn còn lại. Malok 3 nữa thì ok. Konnichiwa. Sayonara. Chico chico chi. Ông thanh toán tướng gì rồi anh em ơi? Chúng ta chỉ được thế này thôi. Mà lốc 3 là khả năng chạm được hơi xa. Mình lấy hết tướng thì cho anh em đỡ phải đấy nhá. Năng để lấy thêm con quy thì lấy thêm nhá. Mà cho con thù lên vào đây này. Liềm cho con cát này. Thêm của thêm nộ đây cho đẹp nhá. Mà lốc bên đây đi. Lốc bên đây đi. Quét này nộ, ui nộ quả đấy quét đứng bên ngoài đẹp hơn em. Nộ này không nộ được vào con Yon. Nhưng mà ít nhất là con này sẽ bị sấy vào con, không sấy vào con cát nhà mình. Nghe cũng ok. Yon nhảy được này. Bụp. Cái con thên này thì không cần bàn cãi, con thên này làm hết bên góc bên phải. Bên phải gần như không cần quan tâm luôn. Nhưng bạn kia mà đi thì tốt, mình cứ sợ gặp bạn Miko DM này á. Này bạn này có thánh đồ, bạn ấy counter được cái con Volcat bên kia. Mình gặp con Volcat thì khổ lắm ấy. Nhưng mà chắc là vậy thôi, vì mình đến đây chắc là cũng thế này thôi. Cũng hơn được gì nữa. Đây còn Volcat 3 nữa thì chịu quá. Kết thúc rồi, anh em thích kênh trình hãy like, subscribe. Hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.